và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau. Việt Nam vượt mốc tiêm 30 triệu mũi vaccine COVID-19. Nghĩa tình đồng bào trong vùng dịch ở Đồng Tháp. Hà Giang nông dân khởi nghiệp từ nghề nuôi cá lồng, thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Sơn La khẩn trương chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 ngày liên tiếp đạt công suất 1 triệu mũi tiêm trên một ngày, hết ngày 14 tháng 9, Việt Nam đã vượt mốc hơn 30 triệu liều vaccine COVID-19 được tiêm. Trước đó, trong 5 ngày liên tiếp, từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 9, mỗi ngày đều có hơn 1 triệu mũi tiêm được thực hiện. 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất, số mũi tiêm trên số vaccine được cấp theo quyết định là Quảng Ninh, Đồng Tháp, Bình Phước, Vĩnh Long, Cà Mau, Kon Tum, Bến Tre, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Lâm Đồng. Tại Hà Nội, ngày 14 tháng 9, thành phố đã tiêm được 56.731 mũi vaccine phòng COVID-19, nâng tổng số mũi tiêm của toàn thành phố là trên 4,78 triệu mũi tiêm. Trong đó mũi 1 hơn 4,38 triệu mũi, mũi 2 là hơn 404.000 mũi. Tỷ lệ người dân trên 18 tuổi tiêm mũi 1 là 99,44%. Với hơn 5,3 triệu liều vaccine được cấp, Hà Nội đạt tiến độ 80,6% số mũi tiêm trên tổng số vaccine được cấp. Nhằm hỗ trợ Hà Nội hoàn thành kế hoạch thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố và tổ chức tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên, hàng nghìn nhân viên y tế của 11 tỉnh thành phố đã gấp rút chi viện cho thủ đô. Họ đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương. Gần một tuần nay, 150 cán bộ nhân viên y tế của tỉnh Hà Nam chi viện cho huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội vẫn đều đặn làm công việc của mình, không kể giờ giấc. Gần 7.200 nhân khẩu của 28 xã và thị trấn trong huyện đã được tiến hành xét nghiệm và tiêm vaccine. Đến nay, tỷ lệ tiêm đã bao phủ khoảng 90%. Công việc của đoàn chỉ kết thúc khi không còn người dân đến tiến hành lấy mẫu và tiêm vaccine. Với kinh nghiệm phòng chống dịch đã có trước đây, ngoài việc thực hiện tốt biện pháp 5K, tuân thủ các quy trình kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2, trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, đoàn công tác luôn sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh. Như ngày buổi hôm nay thì chúng tôi tiêm cho khoảng được 1.000 người dân đến tiêm tại hai điểm. Đó là điểm tại trạm y tế và bên trường trung học cơ sở. Với ngành y của chúng tôi thì đấy là trách nhiệm và nhiệm vụ rồi ạ. Nếu như mà có chỗ khác mà điều động tiếp tục thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục lên đường ạ. Sự kết hợp giữa lực lượng chi viện và địa phương là yếu tố then chốt để kế hoạch triển khai thần tốc, đạt đúng kế hoạch. Những tồn tại về khách quan và chủ quan phải được khắc phục một cách tối đa. Trong lần chi viện này, các đoàn đã huy động hơn 1.300 nhân lực hỗ trợ tiêm chủng và 2.000 nhân lực hỗ trợ xét nghiệm. Hà Nội sẽ phối hợp cùng lực lượng y tế các tỉnh phân chia phù hợp giữa các vùng, vùng 1, vùng 2 và vùng 3. Với các quận huyện hoàn thành việc xét nghiệm, lấy mẫu sẽ điều chuyển sang địa phương chưa hoàn thành, đảm bảo đến hết ngày 15 tháng 9 tiêm đủ mũi 1 cho người dân. Đà Nẵng cũng đang tích cực đẩy nhanh chiến dịch phủ vaccine diện rộng, đồng thời quyết tâm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, khoanh vùng và giảm vùng đỏ, bảo vệ và dần mở rộng vùng xanh nhằm kiểm soát dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Là địa bàn giáp danh với các phường có nhiều điểm nóng về COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang, nhưng phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông là hai trong những vùng xanh sớm của thành phố nhờ việc triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch. Trong đó chúng tôi khoanh vùng, tiến hành chốt chặn, xây dựng các cái điểm barrier. Và bên cạnh đó là cũng tập trung quản lý là các điểm giáp ranh các phường khác, là những phường có những cái trường hợp F0 như Nại Hiên Đông, Mân Thái, Phước Mỹ, tại phường giáp ranh địa phương để chúng tôi ngăn chặn ngay từ đầu. Lực lượng của mình là gồm có cả công an, rồi quân sự, quy tắc là cũng đang tiếp tục là tuần tra để xử lý những cái trường hợp vi phạm. Và đặc biệt là có cái tổ kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra giám sát toàn bộ các cái hoạt động thực thi nhiệm vụ của các lực lượng của phường, của khu dân cư để kịp thời chấn chỉnh nhắc nhở về những cái bộ phận mà nó còn sai sót và có sự chạy trọt trong công tác. Với quận Hải Châu, bên cạnh các biện pháp bảo vệ vùng xanh, địa phương đã siết chặt phong tỏa hoặc cách ly y tế vùng đỏ. Ủy ban nhân dân quận cũng lắp đặt camera tại các ngõ hẻm, giám sát bằng flycam nhằm kiểm soát khống chế dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất. Trong thời gian đến thì các tổ, các điểm chốt chúng tôi vẫn giữ vững và sẽ rà soát việc đi đường từ trong của tổ để tránh người dân đi ra đường rồi gặp những phiền phức không thiết.
Một số quy định chung về việc đi đường khu vực xanh, đỏ, vàng thì chúng tôi cập nhật thường xuyên để người dân nắm và thực hiện đúng quy định. Hiện Đà Nẵng có hơn 20 trên 56 xã phường là vùng xanh khi liên tiếp 14 ngày trở lên không có ca mắc COVID-19. Đây cũng là căn cứ quan trọng để lãnh đạo thành phố đưa ra chính sách sống chung với dịch trên nguyên tắc kiểm soát chặt, mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, nỗ lực dần đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Tỉnh Đồng Tháp áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ gần 2 tháng nay. Cũng gần ấy thời gian, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng tấm lòng nhân ái chia sẻ của những người con vùng đất Sen Hồng đã phần nào làm vơi đi nỗi lo lúc dịch bệnh hoành hành. Tại huyện Lai Vung, một trong những địa phương có nhiều ca mắc COVID-19 trong tỉnh, tinh thần sẻ chia được lan tỏa rộng khắp. Bếp ăn không đồng này đã đỏ lửa hơn một tháng qua. Từ 3 giờ sáng hàng ngày, các thành viên của bếp ăn đã có mặt, mỗi người một khâu để có thể nhanh chóng hoàn thành những suất ăn kịp thời, đảm bảo an toàn thực phẩm, gửi đến người dân khó khăn trong địa phương và lực lượng trực làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm dịch. Mình làm việc lớn không được, mình đã làm cái việc nhỏ, nấu cơm để hỗ trợ các chốt và bà con khó khăn trong địa phương. Chính vì vậy mà kêu gọi bà con một đạo đến đây để mà thực hiện cái chương trình biết cơm không đồng. Những phần ăn nghĩa tình như thế này dù nhỏ nhưng làm ấm lòng người nhận. Hai tháng qua, người phụ nữ này và con gái không thể đi làm. Vì địa phương thực hiện giãn cách, họ tạm thời mất việc làm. Bữa ăn hàng ngày trở nên thiếu thốn. Được hỗ trợ những phần cơm hàng ngày như thế này cũng giúp gia đình đỡ phần lo toan cảnh cơm áo gạo tiền. 7 giờ thì chú Hồng ghé cho nhận cơm thì cũng hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch đó, chị cũng ít đi lao động rồi nhận ngày là 4 hộp, hai mẹ con ăn sáng trưa, chiều thì mới nấu cơm ăn, không có thu nhập được đồng vô đồng ra, không có đi làm, thì ở trong nhà rồi thì xin cơm từ thiện ăn, đỡ chi phí. Không chỉ thế, các bạn trẻ ở các địa phương trong huyện Lai Vung còn tổ chức hoạt động trao 120 phần quà hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn ở hai xã Định Hòa và Phong Hòa. Mỗi phần quà gồm gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm. Cũng khó khăn rồi, mần hồ hai vợ chồng có nên tôi đi làm mà bây giờ làm hồ không được nữa rồi. Thì cũng mừng có ăn đồ này kia dân trong gia đình được chứ giờ không có mặn gì vô tiền hết trơn. Trong lúc dịch bệnh COVID-19 hoành hành, đã có rất nhiều hoạt động chia sẻ vì cộng đồng ở huyện Lai Vung được thắp lên. Dù mỗi người có một cách làm khác nhau, nhưng tất cả đều chung một tấm lòng và xuất phát từ nghĩa đồng bào. Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức phát động trong toàn lực lượng Cảnh sát cơ động, quyên góp ủng hộ và hỗ trợ cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch và gia đình cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với số tiền quyên góp ủng hộ tính đến nay là gần 3 tỷ đồng, 1,5 tấn gạo và 50 suất quà, Bộ Tư lệnh đã thành lập 7 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh làm trưởng đoàn đi khắp các đơn vị Bắc Trung Nam kiểm tra thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ và hỗ trợ gia đình cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 như các chiến sĩ, cảnh sát cơ động bị F0 hay bị thương khi tăng cường nơi tuyến đầu chống dịch. Qua đó góp phần cổ vũ, động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tích cực cùng với các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù hiện nay sắp hết quý 3 năm 2021, nhưng số thuế ấn định trong lĩnh vực khoáng sản cho các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Cạn mới thu đạt 47,87% kế hoạch năm. Theo phương án ấn định thuế từ đầu năm, năm 2021, lĩnh vực khoáng sản được ấn định thu 137,8 tỷ đồng, trong đó có 122,1 tỷ kế hoạch năm 2021 và hơn 15,7 tỷ tồn dư của năm 2020. Đến nay, các doanh nghiệp trong lĩnh vực khoáng sản đã nộp được gần 66 tỷ tiền thuế, còn gần 72 tỷ đồng chưa nộp theo kế hoạch. Được biết, số thu trên ở lĩnh vực khoáng sản như chỉ kẽm, sắt, quặng vàng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số thu đối với các đơn vị khai thác cát sỏi đạt thấp. Nguyên nhân do dịch COVID kéo dài làm ảnh hưởng tới việc sản xuất, tiêu thụ. Sở
Sở hữu diện tích canh tác nông nghiệp rộng lớn với hơn 47.000 ha đất nông nghiệp, nông dân huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh sản xuất các loại cây trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác, địa phương đã cung ứng ra thị trường những nông sản chất lượng cao. Trong những năm gần đây, huyện Di Linh thực hiện chương trình mở rộng diện tích trồng Việt Gáp đối với các loại cây trồng công nghiệp, cây ăn quả. Phòng nông nghiệp chủ trương tập hợp các hộ nông dân ở trong các hợp tác xã, tổ hợp tác để thực hiện, đồng thời tiến hành tập huấn cho người sản xuất và người tiêu dùng về sản phẩm theo các mô hình tiên tiến, tăng cường đào tạo tập huấn cho cán bộ địa phương phục vụ việc tư vấn, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn Việt Gáp. Mặt khác, các địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác quy hoạch vùng sản xuất an toàn và cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, sơ chế, tạo thuận lợi cho việc áp dụng các tiêu chuẩn Việt Gáp trong sản xuất. Các mô hình sản xuất theo quy trình Việt Gáp đều đạt chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên dễ tiêu thụ với giá bán ổn định. Trong thời gian tới, huyện Di Linh sẽ đẩy mạnh chương trình sản xuất theo hướng Việt Gáp, phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 50% sản phẩm được chứng nhận Việt Gáp, trong đó có 10% sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Vụ mùa năm nay, dự án tăng cường khảo nghiệm để phát triển nhanh những giống cây trồng mới phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 đã khảo nghiệm trình diễn nhiều giống lúa có tiềm năng năng suất cao. Ban quản lý dự án phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai khảo nghiệm 6 giống lúa, trình diễn 4 giống lúa với tổng quy mô thực hiện là 45 ha tại 4 huyện là Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ và Văn Lâm. Các diện tích này đều được gieo cấy bằng máy theo quy mô tập trung, hình thành nên các cánh đồng mẫu. Đến nay nhìn chung các giống lúa tham gia khảo nghiệm, trình diễn đều sinh trưởng và phát triển tốt, không nhiễm sâu bệnh hại và cho tiềm năng năng suất khá cao, phù hợp với cơ cấu trà vụ của tỉnh. Trong đó nổi bật là một số giống lúa như TBR225, VNR10, DB18, Tiền Hải 1, Tự Hương 8 cho năng suất khoảng 2,2 đến 2,7 tạ trên một sào. Riêng giống lúa BT09 có thời gian sinh trưởng ở vụ mùa ngắn cho năng suất khoảng 2,2 tạ trên một sào, chất lượng cơm gạo ngon phù hợp với những chân ruộng sản xuất cây vụ đông sớm. Việc lựa chọn được những giống lúa có năng suất, chất lượng cao, chống chịu tốt với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận để bổ sung vào cơ cấu nhóm giống lúa chủ lực của tỉnh, phục vụ sản xuất đại trà, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa và cây vụ đông. Thưa quý vị và các bạn, tận dụng mặt nước dâng của lòng hồ thủy điện sông Lô 6, anh Mai Quốc Toàn, thôn Hoàng Văn Thụ, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã biết tận dụng lợi thế này để phát triển nghề nuôi cá lồng. Với việc nuôi các loại đặc sản như cá bỗng, cá sầm xanh anh vũ, cá lăng đã cho gia đình thu nhập hàng năm từ 200 triệu đồng trở lên. Năm 2013, anh Toàn xuất ngũ và đi làm công nhân tại công ty Samsung ở thành phố Bắc Ninh. Cuối năm 2017 nhận thấy tiềm năng từ mặt nước dâng của thủy điện sông Lô 6 với số vốn sau gần 5 năm tích lũy được, anh Toàn đầu tư 100 triệu đồng làm 6 nhà bè và lồng cá. Anh bắt đầu thả những lưỡng cá giống đầu tiên với đủ chủng loại như cá chấm, chép, rô phi, nhiều nhất là cá bỗng, vừa nuôi vừa học hỏi đúc rút kinh nghiệm từ thực tế. Những lồng cá phát triển khá do phù hợp với nguồn nước, thị trường tiêu thụ khá ổn định, đem lại nguồn lợi kinh tế cho gia đình. Hiện tại mình đang nuôi và nhân giống những con dòng đặc sản như là cá chiên và dòng anh vũ, những cái dòng mà mang lên thương hiệu của Hà Giang để mang ra thị trường. Được gia đình ủng hộ, đầu năm 2021, anh Toàn mạnh dạn đầu tư thêm 8 lồng nuôi cá, nâng tổng số 14 lồng cá với các loại cá đặc sản như cá bỗng, cá chấm đen, cá chấm, cá trôi, rô phi đơn tính. Đặc biệt, anh Toàn đã mạnh dạn nuôi thử nghiệm cá đặc sản dầm xanh anh vũ và cho thấy phát triển khá tốt. Năm 2020, gia đình anh thu nhập khoảng 250 triệu đồng và năm nay các lồng cá ban đầu cho thu hoạch dự kiến cho thu nhập từ 600 đến 700 triệu đồng. Đến nay thì đàn cá phát triển ổn định và cung cấp ra thị trường, tạo ra được thu nhập. Do đó thì gia đình cũng đã mạnh dạn đầu tư phát triển và thành một cái tấm gương là điển hình của xã. Mô hình nuôi cá lồng của anh Mai Quốc Toàn thực sự là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy đây không phải là mô hình mới, nhưng với sự tận dụng mặt nước dâng của thủy điện sông Lô 6 để nuôi cá lồng với các loại cá đặc sản cho giá trị kinh tế cao, giúp gia đình anh vươn lên làm giàu, xứng đáng là tấm gương sáng trong lao động phát triển kinh tế ở địa phương.
Liên tiếp các vụ bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La khi năm học mới vừa bắt đầu được một tuần lễ đã gây xôn xao dư luận. Ngay sau khi các vụ việc xảy ra, ngành giáo dục tỉnh Sơn La yêu cầu các đơn vị trực thuộc xử lý nghiêm theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng thời khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để chấn chỉnh giáo dục học sinh trước vấn nạn bạo lực học đường. Đây là hình ảnh được chia sẻ liên tục trên các mạng xã hội về một vụ đánh nhau của học sinh trường trung học cơ sở Quyết Thắng, thành phố Sơn La. Vụ việc xảy ra sau khi tan học, ba học sinh lớp 8 đã đánh một học sinh lớp 9. Một vụ khác xảy ra tại trường Liên cấp Quốc tế Bình Minh, một số học sinh lớp 9 và lớp 10 đã có xô xát, gây lộn tại phòng học chức năng. Sau khi xảy ra sự việc, các nhà trường đã thành lập hội đồng kỷ luật, phối hợp với lực lượng chức năng xác định, giải quyết sự việc theo đúng quy định. Xử lý theo cái mức là đối với học sinh là đánh nhau trực tiếp ấy thì sẽ là cái mức cao nhất. Đấy. Còn các em mà có tham gia, ví dụ như em tham gia mà quay ấy, và tham gia chở cái học sinh lên ấy thì là sẽ cái mức thấp hơn mức. Theo đánh giá của ngành giáo dục tỉnh Sơn La, nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực học đường là do ở lứa tuổi từ 13 đến 19, các em có sự biến đổi rất lớn về cơ thể, tâm lý, sinh lý, nhưng kiến thức, kỹ năng chưa được trang bị phù hợp. Ngoài ra, về phía gia đình, dù đã quan tâm đến con cái, nhưng các biện pháp giáo dục chưa phù hợp với lứa tuổi các em. Còn đối với nhà trường, hiện đang tập trung quan sát, bồi dưỡng kiến thức, còn việc giáo dục kỹ năng sống, đạo đức chưa được tương xứng. Trên cơ sở đó, ngành giáo dục tỉnh Sơn La đã đưa ra những giải pháp để khẩn trương, triển khai. Thực hiện tốt cái việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh trong công tác, đặc biệt là cái công tác phòng chống bạo lực học đường, và cũng phối hợp với công an triển khai cái chuyên đề về cái công tác trong trường học là không có khói thuốc và phòng chống không có bạo lực học đường trong trường học. Giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục rèn kỹ năng cho các em học sinh, đặc biệt với những học sinh lứa tuổi từ 13 đến 19, và đặc biệt là trong những giai đoạn đầu năm học là các em học sinh mới vào trường, các bậc cha mẹ học sinh cũng sẽ phải quan tâm đến các cháu, đặc biệt nắm rõ cái tâm lý lứa tuổi của các cháu để có những cái biện pháp giáo dục uốn nắn, nhắc nhở phù hợp. Bạo lực học đường là vấn đề đáng báo động, nó không chỉ dừng lại ở việc xô xát, trêu đùa giữa các học sinh, có những vụ việc gây tổn thương khá nặng về thể chất và tâm lý cho nạn nhân, thậm chí đã có vụ việc học sinh đánh nhau dẫn đến tử vong. Tìm lời giải cho vấn đề này không chỉ là việc riêng của ngành giáo dục, mà các vị phụ huynh, chính quyền địa phương, các đoàn thể và toàn xã hội cần góp sức xây dựng môi trường giáo dục trong gia đình, ở nhà trường và ngoài xã hội an toàn, lành mạnh. Từ ngày 5 tháng 9 đến nay, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tập trung đấu tranh xử lý vi phạm, kiểm tra phát hiện 5 vụ, qua đó thu giữ buộc tiêu hủy khoảng 10.000 chiếc bánh trung thu cùng hàng nghìn sản phẩm thực phẩm khác không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 1 tỉnh Bắc Giang kiểm tra đột xuất cửa hàng ở số 2 đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Qua đó phát hiện cửa hàng kinh doanh thực phẩm song chưa làm thủ tục đăng ký kinh doanh mà đã bày bán 3.000 bánh trung thu gồm bánh nướng, bánh dẻo. Sau khi kiểm tra, chủ cửa hàng anh Đặng Văn Tâm sinh năm 1981, phường Hoàng Văn Thụ không cung cấp được bất kỳ giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên, cho biết anh thu mua trôi nổi ngoài thị trường. Tổ công tác lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt 16 triệu đồng với hai hành vi không có giấy đăng ký kinh doanh và kinh doanh lương thực thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên. Những mặt hàng lương thực thực phẩm phục vụ Tết Trung thu chủ yếu là bánh nướng, bánh dẻo, chân gà, đùi gà, xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ, được nhập lậu từ Trung Quốc hoặc thị trường trôi nổi khác tuồn về thị trường Bắc Giang để tiêu thụ kiếm lợi nhuận. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Suốt, 33 tuổi về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, chiều ngày 1 tháng 9, khi tổ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 địa phương đến nhà Suốt để lấy mẫu test, thì Suốt yêu cầu được tiêm vaccine Pfizer mới cho lấy mẫu. Tổ công tác nhiều lần giải thích nhưng Suốt vẫn không chấp hành. Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ bước vào nhà thì bị đối tượng dùng dao chém gây thương tích cho một chiến sĩ công an. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng không có thái độ ăn năn hối cải. Vì thế, hội đồng xét xử tuyên phạt Suốt mức án 2 năm 6 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này ngày mai.